Hoa hậu Nguyễn Như Quỳnh đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss và Mr. Powerful Global 2023 tại Canada. Gương mặt đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế Miss và Mr. Powerful Global 2023 tổ chức tại Surrey, Canada vào tháng 8 năm 2023 là Hoa hậu Nguyễn Như Quỳnh. Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức cấp phép cho bà Nguyễn Như Quỳnh, đại diện Việt Nam, tham dự cuộc thi Miss và Mr. Powerful Global 2023 tổ chức tại Surrey, Canada vào tháng 8 năm 2023, theo giấy phép số 2400-SDHTT-NT cấp. Ngày 28 tháng 6 năm 2023, Miss và Mr. Powerful Global là cuộc thi mang tính toàn cầu dành cho tất cả nam nữ thanh niên trên toàn thế giới có độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, mang đến cuộc thi vẻ đẹp, tài năng và quan điểm sống của chính mình. Ngoài việc tôn vinh vẻ đẹp con người, cuộc thi mong muốn lan tỏa sự trân trọng vẻ đẹp tự nhiên của Canada và vẻ đẹp của mọi hệ sinh thái trên hành tinh. Là một nữ doanh nhân thành đạt tại Thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu nhiều thành tích được nhiều người biết đến, Hoa hậu Nguyễn Như Quỳnh chính thức được lựa chọn là gương mặt đại diện Việt Nam để tranh tài với các thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Tại đấu trường Miss và Mr. Powerful Global được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8 năm 2023 tại Canada. Nguyễn Như Quỳnh chia sẻ là đại diện cho phụ nữ Việt Nam đến với cuộc thi nhan sắc và tài năng quốc tế, tôi mong muốn mình sẽ lan tỏa được cái đẹp, sự nhân hậu đến với mọi người, mang một hình ảnh Việt Nam thật đẹp ra quốc tế để kết nối những tấm lòng lại với nhau, làm nên những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Nguyễn Như Quỳnh sinh năm 1990 tại Hải Phòng, ngoài việc được biết đến là nữ doanh nhân thành công trong lĩnh vực truyền thông, Nguyễn Như Quỳnh còn sở hữu một số thành tích ấn tượng như doanh nhân xuất sắc nhất khu vực châu Á, Thái Bình Dương 2018 và là nữ doanh nhân tiêu biểu của khối ASEAN. Năm 2019, Nguyễn Như Quỳnh được nhận danh hiệu Người đẹp môi trường của Hiệp hội Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời cô cũng đang là đương kim Miss United Nations 2022.